Xin chào mọi người, nhất là những người tuổi Sửu. Đây là video clip em làm về tử vi vận hạn của tháng Bính Thìn, tháng 3 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 cho tất cả những người tuổi Sửu. Thì như những cái video trước làm về tháng Bính Thìn thì tuổi Sửu thì nó cũng có năm tuổi Sửu, là tuổi Sửu hành thổ, hành mộc, hành kim, hành thủy, hành hỏa. Kim mộc thủy hỏa thổ thì sẽ tùy vào từng tuổi mà có được cái vận hạn, có được cái điều may mắn hay là không may mắn ở trong cái tháng Bính Thìn này. Nhưng mà tựu chung của tất cả những người mà tuổi Sửu thì gặp tháng Thìn, tức là Thìn Tuất Sửu Mùi, Thìn Sửu, thì có thể nói là nó nằm trong tứ hành xung, nó không có tốt đẹp lắm cho phần địa chi. Nhưng mà về mặt tử vi thì họ không coi nó là lục xung hay là tự hình, nó chỉ là nằm trong cái cung của tứ hành xung, không có tốt lành thôi. Thì đó là những cái mà dấu hiệu chung của người. Đừng có nghe mà Thìn Tuất Sửu Mùi tháng Sửu đối với mình tuổi Sửu dính vô tháng Mùi là tháng xung hoàn toàn, đó là điều không phải ha. Mọi người cẩn thận cái điều đó, đừng có hiểu lầm, không nắm được cái đầu mình lại nghĩ tới cái chuyện nó khác hơn. Thôi, đầu tiên hết á, thì của những người tuổi Sửu á, thì phải kể đến là người Kỷ Sửu. Sinh năm 1949, người ta gọi là năm Lâm Nội Chi Ngu, tức là trâu trong chuồng. Muốn ai cho ăn thì cho, không cho thì thôi. Nhưng mà không phải như vậy. Người Kỷ Sửu á, thì có mệnh là tích lịch hỏa, tức là lửa tạo ra từ sấm sét. Rồi ha. Do là cái tuổi 1949 là lớn quá, cho nên là mình không có làm cái tử vi vận hạn của cho các bác này. Thì mình sẽ làm cái, mình sẽ tổng hợp lại cái tử vi vận hạn của tháng của năm Mậu Tuất 2018 đối với cái người Kỷ Sửu. Thì đầu tiên hết, nam mạng của Kỷ Sửu, tức là mạng tích lịch hỏa, gặp năm Bình Địa Mộc là tương sinh của năm, tương sinh về mạng, tức là tốt cho sức khỏe, không có việc gì đáng ngại. Tuy nhiên nam mạng lại vướng sao Kê Đô, tức là một cái sao đem lại rối rắn, ốm đau. Nam mạng mà dính sao Kê Đô thì người ta nói không xô nó cũng ngã. Nhưng mà sao Kê Đô thì nó thuộc hành kim, đối với cái người tích lịch hỏa là tương khắc. Nhưng mà là mình khắc nó, chứ không phải là mình, là mình mọc là mình chết liền luôn á. Là mệnh kim cho nên nó cũng đỡ đần hết. Hạn là địa võng thì nó sẽ đem lại nhiều âu lo. Vận niên là dương hồi ngạn, dê về suối, tốt. Thiên can kỷ mậu là cùng hành thổ, thuận lợi cho công việc, không có tương xung tương khắc gì hết, mà cũng không có tương hợp về mặt tử vi. Địa chi Sửu Tuất, Thìn Tuất Sửu, Tuất Sửu thuộc nhóm tự hình. Tuất Sửu thuộc nhóm lục xung, lục xung lục phá, dễ sinh rắc rối trong gia đạo. Rõ ràng là thấy không ngon ha. Nếu như mà xét chung là người tuổi Sửu, nam mạng của Kỷ Sửu là thấy không êm rồi đó. Dướng sao mà Kê Đô gặp địa chi thì thuộc nhóm lục xung, thì như vậy là không có ngon lành ha. Có nhiều chuyện buồn lòng về gia đạo. Sao Kê Đô thì đã là một cái sao không có tốt lắm về cái sức khỏe. Tuy nhiên cái năm nay là năm Bình Địa Mộc gặp cái can mậu nó thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa, cho nên là tương sinh cho cái mệnh hỏa của các anh, của các bác rất nhiều. Cho nên là cái sao Kê Đô này hy vọng nó sẽ không xô các bác ngã ha. Nữ mạng thì cũng như vậy, tích lịch hỏa, lửa sấm sét. Sao các bác nữ thì may mắn gặp sao Thái Dương, gọi là may mắn danh lộc tốt. Hạn địa võng thì nhiều âu lo. Vận niên dương hồi ngạn, dê về suối, tốt. Thiên can kỷ mậu thì cũng giống như bên kia. Địa chi thì cũng là Sửu Tuất lục xung. Như vậy thì các bác nữ thì may mắn hơn, dưỡng sao có sao Thái Dương chiếu mạng. Thì sao Thái Dương chiếu mạng là một cái sao đem lại nhiều điều tốt đẹp may mắn. Đặc biệt sao Thái Dương nó lại thuộc hành hỏa, đối với người hành mệnh hỏa gặp năm hỏa vượng nữa thì càng tốt đẹp hơn. Hy vọng rằng nó sẽ đem được nhiều niềm vui, chế hóa được cái sự lục xung về gia đạo. Vốn là các bác là cái người mà nói chung là tôn trọng về gia đạo,
ha. Rồi vận như vậy thì vào cái tháng Bính Thìn, coi thử các bác nó như thế nào trong tháng Bính Thìn này. Thì đầu tiên hết á, tháng Bính Thìn á, là tháng thổ, các bác là mệnh hỏa, như vậy đó là hỏa sinh thổ, bản mệnh sinh xuất thác, đề phòng tai nạn. À nhưng mà như đã nói rồi, các bác mà mệnh hỏa năm nay là hỏa vượng, rồi gặp năm bình địa mộc tương sinh về mệnh nữa, cho nên có thể nói là cái sinh xuất của bổn mệnh này không quá nặng đối với người mệnh hỏa. Thiên can kỷ bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên về mặt ngũ hành á, bính là thuộc hành hỏa, kỷ thuộc hành thổ, cho nên có thể nói là thiên can tương sinh, à, hỏa thổ, công việc dễ sinh tài lộc may mắn. Rồi địa chi sửu thìn, là như đã nói ở phần đầu thì nó thuộc trong tứ hành xung, tuy nhiên nó không phải là lục xung, nó cũng không quá lớn lao mà nó cũng không có quá đem lại nhiều cái sự buồn phiền mà cái sự xung khắc cho các bác ở cái tuổi kỷ sửu này. Như vậy là tháng Bính Thìn đối với các bác là mạng thì bị sinh xuất, tuy nhiên không quá sợ, không quá lo lắng vì năm nay được cái tương sinh mạng rất là tốt. Thiên can thì kỷ bính thì không xung không hại, không hình gì hết, thì các bác này cũng chẳng không có làm việc gì hết, tuy nhiên phần nạp âm ngũ hành thì được tương sinh hỏa thổ, cho nên là cuộc sống có thể là được nhiều niềm vui ha. Tuy nhiên mà về địa chi thì các bác như đã nói ở trên rồi, nó sẽ có một chút buồn phiền thôi, nhưng không quá to lớn đâu, các bác yên tâm ha. Đó là cái tử vi của tháng Bính Thìn đối với những người tuổi kỷ sửu. Người tuổi sửu tiếp theo có thể kể là người tân sửu, còn có tên là lộ đồ chi ngu, trâu đi trên đường, mệnh là bích thượng thổ. Thì em cũng chưa có làm cái tử vi của năm tân sửu cho năm Mậu Tuất 2018, cho nên em cũng sẽ tổng hợp sơ lại để các anh các chị của tuổi này có được cái định hướng là cái năm này như thế nào, sau đó mình vận vào cái tháng Bính Thìn năm 2018 này. Đầu tiên hết á, là nam mạng của tân sửu là mạng bích thượng thổ, gặp năm bình địa mộc là mộc khắc thổ, là tức là mạng của năm khắc cái bổn mạng của các anh, không tốt cho mặt sức khỏe, dễ lâm vào bệnh nạn. Các anh lại còn không may mắn dướng vào sao Thái Bạch, một cái sao đem lại hao tài và đau ốm. Hạn thì toán tập trở ngại va vấp, tuy nhiên vận niên thì khá tốt, đó là ngu canh điền, trâu cày ruộng ha. Mình tuổi trâu mà gặp trâu cày ruộng cũng là ok. Thiên can tân gặp mậu là bình hòa, tuy nhiên á, là cái chữ mậu thuộc thổ, tân á, thì thuộc kim, cho nên là ngũ hành của thiên can năm á, là được sinh nhập có lợi. Địa chi sửu tức thì thuộc nhóm tự hình, sửu tức thuộc nhóm lục xung lục phá, cho nên là dễ sinh rắc rối trong gia đạo. Như vậy là có hai cái mà có thể gọi là đem lại nhiều cái khó khăn trong trong một cái tử vi cả năm đó, đó là cái mạng mà bị tương khắc nè, sao lại dính sao Thái Bạch. Tuy nhiên là sao Thái Bạch nó thuộc hành kim đúng không, thì bích thượng thổ là mạng tương sinh cho sao, cho nên là cái ngôi sao này dù là nó có đem lại điều xấu xa, nhưng mà nó cái tiền hung hậu kiếp vẫn có thể là có điều tốt đẹp. Rồi nữ mạng thì bích thượng thổ cũng gặp năm bình địa mộc, gọi là bị mộc khắc thổ xấu. Sao Thái Âm ha, là các chị nữ thì có sao Thái Âm may mắn, danh lộc tốt, nạn thì hình tiền, phòng bệnh nặng, vận niên thì là ngu canh điền, trâu cày ruộng, tất cả mọi thứ khác thì giống như các anh nam. Như vậy thì có thể nói rằng cái năm Mậu Tuất 2018 mà đối với cái người tân sửu, dù là nam mạng hay nữ mạng, thì cái việc mà thiên can được sinh nhập về nạp âm ngũ hành, công việc dễ sinh có lợi về tiền tài, và đặc biệt là các chị có sao Thái Âm thì cái phần tích lũy, cái phần mà may mắn nó sẽ còn nhiều hơn, dễ dàng trong cuộc sống ha. Cả anh và chị sinh năm tân sửu đều có địa chi là thuộc nhóm lục xung lục phá, cho nên là cần cẩn thận việc gia đạo, đặc biệt là những người con còn nhỏ rất là dễ sinh ra chuyện hao tốn, hoặc là mình hao tốn việc của con cái, cho nên là các anh chị cẩn thận. Rồi vận vào tháng Bính Thìn
Thì tháng Bính Thìn là một tháng thổ. Như vậy là mạng là thổ đồng hành, bản mệnh đồng hành thổ với tháng, sức khỏe bổn mạng tốt, có bệnh cũng dễ dàng vượt qua hoặc là nó không quá nặng. Thiên can á, là chữ Bính với chữ Tân á, là thuộc ngũ hợp. Đây là sự hợp uy thế chủ về chữ trí, cho nên nó có thể nói là công việc rồi mọi thứ nó sẽ rất là ok trong cái khoảng thời gian này ha. Vận niên cả năm, thiên can cả năm đã được Mậu Mậu thổ sinh là Tân, sinh sinh xuất sinh nhập ra Tân là Kim rồi. Về thiên can thuộc ngũ hợp Bính Tân nữa thì tháng này công việc rất là dễ hanh thông và dễ sinh ra tài lộc cho các anh chị tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Sửu với Thìn thì như đã nói ở trên rồi, thì nó gọi là nó bị hình nhau nhưng không quá to lớn, cho nên có thể nói là tháng Bính Thìn, tháng 3 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 đối với các anh các chị tuổi Tân Sửu là một tháng khá hanh thông nhẹ nhàng. Các chị thì khỏi nói rồi ha, có sao thái âm thì nó may mắn danh lộc làm dễ dàng. Các anh thì có sao thái bạch, dưỡng sao thái bạch tuy nhiên vẫn không không phải là thất bại. Tháng này cũng sẽ có đến tiền tài và cũng có thành công cho các anh, đừng lo lắng ha. Mình vận niên của năm nay mình tốt rồi, mình dưỡng sao thái bạch thì mình sẽ dễ dàng mình vượt qua. Tuy nhiên cái hạn toán tập trở ngại va vấp thì nó sẽ không suôn sẻ như các chị. Các chị thì cái hạn huỳnh tiền đó của cả năm là phòng bệnh nặng, thì gặp cái tháng này thì thổ nó đồng hành thì mình không có sợ về bổn mạng đâu ha. Như vậy đó là cái tử vi tháng Bính Thìn, tháng 3 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 đối với người tuổi Tân Sửu của các anh các chị. Nói thật sự ra là đây là một tháng cũng có thể nói là may mắn chứ không phải là một tháng thất bại. Rồi tiếp theo là người Quý Sửu, một trong những cái người mà tuổi Sửu mà năm nay là cả nam lẫn nữ đều có những cái tinh quân xấu ở trong mệnh, đó là sao Nam, sao La Hầu, nữ sao Kế Đô. Thiên can á, Mậu hợp quý, cho nên là dù mình có sao La Hầu hay là Nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô thì cái vần thiên can tương đối tốt lành sẽ giúp cho cái công việc dù gì nó cũng hanh thông hơn. Nhưng mà đặc biệt là địa chi Sửu Tức thuộc nhóm lục xung hay lục phá thì nó rất là dễ sinh rắc rối trong gia đạo, cho nên là các anh thì mình sẽ phải, các anh các chị thì mình sẽ phải cẩn thận nhiều. Tại vì sao La Hầu là một cái sao tinh quân xấu nhất cho nam, sao Kế Đô thì là tinh quân xấu nhất cho nữ. Ngoài cái việc Kế Đô nó gây ốm đau tai ấy ra, nó còn cái việc mà tai tiếng thị phi, cho nên các chị nữ cần cẩn thận. Mà bây giờ thời buổi này mà tai tiếng thị phi là rất là phiền hà đến cuộc sống gia đạo. Rồi xét với cái tháng Bính Thìn đối với tuổi của anh chị thì mình không có làm sâu, lý do là mình đã làm cái tử vi của năm Mậu Tuất 2018 cho tuổi Quý Sửu rồi, mình không nhắc lại nữa. Thì ha, mạng thì là mạng mộc gặp tháng thổ, tức là mộc khắc thổ, bản mệnh khắc tháng, đề phòng tai nạn, bổn mạng có vấn đề không nên đi xa. Tuy nhiên là năm nay là năm mộc, mình là mệnh mộc luôn, thì nó theo lẽ là nó tương sinh tốt. Tuy nhiên năm nay là Mậu thuộc dương, ngũ hành hợp hỏa, cho nên hỏa vượng, năm mà nóng bức cháy nhiều, mình mệnh mộc mình cũng có bị tác hại. Cho nên là tháng này tuy là nó khắc bổn mạng thì cả anh lẫn chị phải cần cẩn thận, vì cái hai cái sao mà sao chủ, sao chủ La Hầu và sao chủ Kế Đô cho nam và nữ đó, nó dễ, rất là dễ xảy ra bệnh đạn cho mình, xui lắm. Nhiều khi ra đường cán cái bánh tráng thôi mà về nhà gãy cái xe ha. Cho nên là như vậy á. Chứ có nhiều người nói trời ơi tôi hên lắm, ông kia ông chạy ra ông cán con lương thôi, rồi lên ông lên bệnh viện luôn, rồi xong cái ông lên bàn thờ luôn, hỏi con lương đâu, con lương giữa đường á chứ không phải con lương nhỏ đâu nha, nhớ lộn nha, nhớ lộn chết á. Rồi thiên can á là của tháng á, là các chị các anh là quý ha, gặp bính là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về tử vi. Tuy nhiên á, quý thuộc thủy, bính thuộc hỏa, cho nên có thể nói là thiên can của các chị về mặt nạp âm ngũ hành á là tương khắc ha,
ẩn chứa nhiều điều khó khăn trong cuộc sống hay là cái việc học tập ha. Cho nên là cần cẩn thận. Rồi, địa chi Sửu Thìn thì như đã nói ở cái hai cái tuổi Sửu ở trên thì nó sẽ có một chút gì đó không có vui vẻ trong cuộc sống gia đạo. Như vậy mà nói thì tháng tháng Bính Thìn đối với người tuổi Sửu của các anh các chị quý Sửu này thì cũng không ngon lành lắm. Tại sao? Mạng là bị tương tương khắc tháng, thiên can là về nạp âm ngũ hành là tương khắc, cho nên công việc ẩn chứa nhiều khó khăn. Rồi địa chi là một trong hai cái tuổi nằm trong tứ hành xung, cho nên là chắc chắn là sẽ có nhiều điều mà rất là rắc rối. Là các anh các chị thì em cần cẩn thận tháng này nhiều hơn. À, không có tốt đẹp lắm đâu. À, mình có thể nói tháng này nó chỉ là xung thôi, chưa có phải là hung, nó mới là tháng xung thôi. Nhưng mà các anh các chị thì cẩn thận nếu không muốn gặp nhiều rắc rối. À, đó là cái tử vi của tháng Bính Thìn, tháng 3 âm lịch của năm Mậu Tuất đối với tuổi Quý Sửu của các anh các chị. Tuổi Sửu tiếp theo là tuổi Ất Sửu, à, sinh năm 1985, người ta còn gọi là Hải Nội Chi Ngu, trâu mà bơi dưới biển. À, mệnh là Hải Trung Kim. À, ha, nó mệnh với lại tên nó cũng gần gần giống nhau đúng không? Thì do là mình đã làm cái tử vi vận hạn của năm Mậu Tuất đối với cái tuổi này rồi và mình mới làm đây thôi. À, cho nên mình sẽ không nói lại nhiều, mình chỉ nói thẳng vào cái tháng Bính Thìn thôi. Thì mạng của tháng Bính Thìn ha, là mạng thổ, các em là mệnh kim, như vậy là thổ sinh kim, bản mệnh được tương sinh ha, sức khỏe tốt, các cái tinh quân tốt ở trong mệnh của các em sẽ được hưởng lợi ha. Các em mà là nữ, các em nam á, sẽ được coi như là các cái bổn mạng mà được tương sinh như thế này nè, thì nó sẽ đỡ phần đần đi cái phần mà kim khắc mộc của mạng các em, cộng như là đỡ đi cái sự xui xẻo của sao kế đô, tức là cái sao kế đô không xô cũng ngã của các em. À, cho nên là không có nặng nề đâu ha. Rồi, thiên can Ất Bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, chữ Ất thì hành mộc, chữ Bính thì hành hỏa. À, ngũ hành gọi là sinh xuất, cho nên là về mặt nam âm của anh á, của thiên can là sinh xuất, cho nên là công việc sẽ có những cái điều mà gây tốn hao nhưng mà nằm trong cái sự kiểm soát của các em ha. Sửu Thìn thì cũng như đã nói rồi, ở các cái tuổi Sửu trên của Quý Sửu rồi này kia rồi thì sẽ gây buồn phiền trong gia đạo. Như vậy thì tháng Bính Thìn chỉ được cái là cái bổn mệnh thổ sinh kim thôi, còn ha, Ất Bính thì không xung không hợp về mặt tử vi, tuy nhiên là sinh xuất về mặt nạp âm ngũ hành, cho nên là cũng ẩn chứa cái chuyện buồn phiền. Sửu Thìn thì hình nhau một tí xíu. Như vậy thì nhờ có cái bổn mệnh của tháng tương sinh cái bổn mệnh của tuổi mình thì hy vọng rằng nó sẽ tốt đẹp hơn, chế hóa được cái sự một tí xíu xung khắc ở phần địa chi và một chút sinh xuất ở cái phần thiên can, mà giúp cho các em có một cái tháng gọi là tốt đẹp hơn. Tốt đẹp hay không thì còn phải nhờ vào cái phước đức của mình tí xíu. Người Ất Sửu thì đặc biệt là một trong những cái người mà mình ấn tượng nhất là họ sao họ cực kỳ sòng phẳng, sòng phẳng quá đôi khi gây bích lòng, cho nên là thôi mình cứ thuận đường mình sống, chậm bước mà đi ha, là theo cái kiểu của người Ất Sửu, và đi bước nào chắc bước đó ha. Rồi, tháng Bính Thìn nó có nhiều điều tốt đẹp hay không là còn vào cái cách mà các em biết cương nhu tí xíu. Thì vì tháng này thật sự ra mà nói là chỉ là trung bình, không tốt mà cũng không xấu ha. Rồi, tiếp theo là người tuổi Đinh Sửu. À, các em Đinh Sửu sinh năm 1997, người ta gọi là Hồ Nội Chi Ngu, trâu mà ở trong đầm. Do cái tuổi này thì mình chưa có làm cái tử vi của năm Mậu Tuất, cho nên mình sẽ tổng hợp lại ha. Nam mạng giãn hạ thủy gặp năm bình địa mộc, tức là sinh xuất bản mệnh. Gặp năm mà hỏa vượng mà mệnh thủy đã khó khăn rồi, mệnh bị sinh xuất, cho nên là cẩn thận bổn mạng. Nhưng mà do người tuổi Sửu
ha. Hành thổ chữ đinh hành hỏa, đinh sửu là thiên can tương sinh của cái tuổi, cho nên là người tuổi đinh sửu sức khỏe rất ok. Gặp cái năm này có hơi rắc rối về bổn mạng thì chủ yếu vẫn là cái phần tai nạn, đừng để cái chuyện gì xảy ra. Nam sao thái bạch hao tài đau ốm, hạn thì thiên tinh rối rắm tranh chấp, nhưng được cái vận niên long ngộ vân rồng gặp may tốt. Thiên can là đinh, mậu bình thường, ok. Ngũ hành nó là thuộc dòng tương sinh, đinh là hỏa, mậu là thổ, cho nên là tương sinh, dễ sinh tài lộc của cả năm. Sửu tức á, thì như đã nói là cái việc lục xung, mà lục xung ở những cái tuổi nhỏ này thì chắc cao lắm là gây gổ với người yêu, hoặc là có xích mích với cha mẹ một chút, chứ không có chuyện gì quá nặng nề đâu. Tại vì các em tuổi này thì đa phần là mới đi làm, mới vào nghề thì chắc là sẽ không có nhiều cái điều mà gọi là sung mãn bỏ tiền ra kinh doanh, cho nên là không có sợ cái phần gia đạo nó ảnh hưởng đến mình nhiều. Tuy nhiên là cái sao thái bạch đó thì nó thuộc hành kim, nó gây hao tài đau ốm, nhưng mà các em là người mệnh thủy, thái bạch là kim sinh thủy, cho nên là cái sao thái bạch này không gây tác hại quá nhiều đối với tuổi của các em, cho nên là vẫn ok. Nữ mạng cũng như vậy, giảng hà thủy gặp bình địa mộc là sinh xuất, sao may mắn gặp sao thái âm là may mắn, danh lộc tốt, mọi điều ok. Hạn thì nhẹ hơn nam, đó là tam kheo xây sát tay chân. Vận niên cũng vậy, long ngộ vân, ha, thiên can địa chi thì cũng giống như các em nam, mọi điều ok. Như vậy thì nếu như mà xét cả năm Mậu Tuất 2018 đối với cái người mà tuổi đinh sửu thì rõ ràng là nam mạng cần để ý nhiều về sự hao tốn, coi chừng rắc rối tới công an, để mà gây ra hao tốn tốn tiền. Được cái vận niên là long ngộ vân thì rõ ràng nó cũng sẽ được là cái mình gặp cái thời, gặp cái nơi làm việc hợp với cái khả năng của mình, hợp với cái gì của mình thì mình làm ra. Tuy nhiên địa chi thì các em cần cẩn thận ha, coi chừng gây gỗ với người yêu và thậm chí là có chia tay vì sửu tức là lục xung. Rồi các em nữ thì may mắn hơn, có sao thái âm đem lại nhiều may mắn, có thể là làm ăn sẽ ok. Vừa được sao thái âm mà vừa được cái vận niên long ngộ vân thì là một năm có thể nói đem đến nhiều thành công cho các em. Rồi vận vào tháng bính thìn thì tháng là thổ, các em là thủy, như vậy là thổ khắc thủy, bản mệnh khắc tháng, bản mệnh bị tháng tương khắc, đề phòng tai nạn, bổn mạng nguy nan. Do là bổn mạng của em đã, tụi em đã bị sinh xuất mà gặp tụi em mệnh thủy, hôm nay năm hỏa vượng, gặp tháng mà mạng thổ nó khắc thủy thì các em phải cẩn thận, nếu không muốn là bị hối hận ha. Cho nên là các em nhớ cẩn thận cái tháng này khi đi đứng, nhất là các em mà nam mạng dưỡng sao thái bạch ha, đừng có để mà đi ra đường chạy xe đâu này kia gặp mấy chú tốn tiền nữa ha, mất công rồi á, là không có nên ấy. Đinh với bính về thiên can là không xung không hợp, cân bằng tự chủ. Tuy nhiên bính với đinh đều là thuộc hành hỏa, cho nên là ngũ hành thiên can là cùng hàng, cho nên là ok, có thể đều tốt đẹp. Địa chi sửu thìn thì như đã nói ở cái tuổi ất sửu ở trên rồi, thì các em cũng biết nó chỉ là một phần gia đạo nhỏ thôi, mà các em ở tuổi này thì cũng đa phần là nếu mà nữ thì đã có gia đình thì mới có vài em có gia đình, nhưng nam thì chưa, cho nên là không có nặng nề lắm về phần gia đạo, cũng không có gây gổ trong gia đình, chia ly hay là kia, chỉ là xào xáo nhỏ thôi. Như vậy tháng bính thìn, tháng 3 âm lịch của năm Mậu Tuất 2018 thì đối với người mà đinh sửu của các em thì bổn mạng cần chú ý nhiều. Cái phần gia đạo thì nó không quá lớn rồi ha, bổn mạng của các em là phải cần chú ý, đừng để mà xảy ra việc đáng tiếc ha, xây xác tay chân nè, rồi hoặc là cái hạn mà rối rắm tranh chấp, mà nó sẽ rất là dễ xảy ra trong cái tháng mà mạng bị tháng tương khắc. Tại vì lúc đó là các cái tinh quân của cái mạng của mình bị che mờ đi, mà che mờ đi thì dễ sinh ra nhiều cái việc nó không đáng ha, là các em thì anh cực kỳ mà cẩn thận. Rồi đó là tử vi của tháng bính thìn cho tất cả những người tuổi sửu, từ người tuổi đinh sửu, ất sửu, quý sửu và những cái sửu sửu lớn hơn. Có tuổi thì tốt, có tuổi thì không tốt lành,
đặc biệt là hai cái tuổi mà Quý Sửu nam và nữ mạng, thì gặp cái tháng này nó cũng tương đối không tốt lành. Thì các anh các chị cần cái những thông tin này để ứng dụng vào, để mình biết rằng mình nên nhịn, nên cương như thế nào trong cái tháng này. Video đến đây đã kết thúc. Ai xem video thấy hay xin bấm like và chia sẻ ở bên dưới. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi nhớ bấm đăng ký bên dưới để đón chờ những video tiếp theo về tử vi, phong thủy của tuổi của mình hoặc là người thân bạn bè. Rất vui vì mọi người chú ý đón xem. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.